Chạm về cô chú anh chị và các bạn, lời nói đầu tiên Hiền gửi đến cô chú anh chị và các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Hôm nay Hiền mời cả nhà tham quan tháp Bonneke tại trước cổng ở nhà. Mời cả nhà dạo cùng với Hiền. Khách du lịch đi ngoài trước cổng rất đông. Giờ chúng ta vào phòng quý cả nhà. Vào phòng bên quý, đây phòng bên quý cả nhà. Phòng bên quý. Hiền đã lấy cầm sẵn trên tay một cái ví, đây ví cả nhà, ví du lịch thấp về Bonneke. Giờ mình vào cổng cả nhà, mời cả nhà. Khách du lịch tham quan rất là đông, những đoàn xe khách du lịch rất là đông. Lối đi tới vào cổng cả nhà, vào cổng sóc ví. Ok. Nghĩa là cái gì? Ok. Wow, quý bước lên tầng cấp rất cao luôn đó nha. Có những bạn khách du lịch đang đi tham quan, bước lên cấp rất là cao luôn. Lên cấp đi chào, muốn tự xe nhìn lên cái nhà, còn nhân vật nó cắt lên nó rất là xe. Giờ chúng ta đi dạo quẹ phía bên phải cả nhà. Tháp về Bonneke Nha Trang. Trước có những hàng bông rất đẹp. Khách tham quan, các hướng dẫn viên hướng dẫn cho các bạn khách Hàn Quốc. Những hàng bông rất đẹp. Đây ở phía bên phải có những hình trụ kiến trúc cổ người Chăm Pe. Dòng ở phía bên phải cả nhà. Con đường để đi lên tháp Bonneke lên tháp chính. Đây là đang đi lên ở vật nâng cấp lên tháp phụ rất cao luôn ở nhà. Trên tháp có rất nhiều hình trụ rất to. Mời cả nhà dạo phía bên phải của thắng cảnh Chăm Pe Bonneke. Đứng từ trên nhìn xuống ở cả nhà, các bạn đang chụp ảnh quay phim. Con đường đi lên đường dẫn chính. Giờ ta vòng qua bên trái để đi lên đến tháp ở cả nhà. Vòng bên trái lên trên những cái tháp chính. Con đường trở đi vòng qua bên phải, những hàng cây xanh rất đẹp. Con đường trở đi xuống tháp, lên tháp chính cả nhà. Hàng cây rất đẹp. Bạn chụp ảnh quay phim rất nước cho cát cây rất nhiều. Mời cả nhà
các cái thù gốm sứ người Chăm, gốm sứ bên cạnh cái chậu hoa đẹp với cả nhà. Hai bên đường thì cắt mới lên trên tháp chính, tháp quân ở kia nó rất nhiều gốm sứ, sản sứ của người Chăm rất đẹp luôn cả nhà. Ngồi cả nhà tiếp tục dạo đi lên trên tháp. Con đường đi lên là cắt rất là nhiều, hai bên hàng cây xanh to bung mát mẻ lắm cả nhà ơi. Mình có những chậu sứ cổ sứ cổ rất đẹp. Đoàn khách đang đi tham quan thì lên trên sân chính. Xe là cái cầu Sông Bóng hay gọi là cầu Trần Phú. Đây là cái cầu Ai Ve cũ bây giờ đang xây dựng đó nha. Xe là trung tâm thành phố Nha Trang. Các khách du lịch đang ngồi tham quan rất là đông. Con đường nó dẫn lên tháp chính, hai bên này cây nước đang tham quan rất là đông mọi người. Thank you.
hương. Đây cả nhà, chúng tôi trên nhìn xuống những cái trụ tháp mà chúng ta nãy đã đi ngang qua thấy cả nhà. Có bé người chăm
Wow, quá nhiều luôn cả nhà. Thank you.
phòng trưng bày. Hai bên cái hai con gì đây thấy cổ, mình cũng không biết tên, rất cổ. Vào phòng trưng bày, hình ảnh đầu tiên thank you.
tới đâu cũng đầy đầy đá. Tấn đường trơn nhìn toàn cảnh ở phía sau tháp Bonaghe đó nha. Đi lên lại phía bên phải, con đường tới gần tháp bên phải nha. Rất nhiều đá luôn, sẽ không được xếp bằng đá. Nhiều và đẹp luôn. Các bạn đang chụp ảnh làm kỷ niệm lên cái tháp. Con đường để đi đè tháp ở cả nhà. Sau rất nhiều bông hoa, rất đẹp luôn. Tháp rất là lớn nên là đứng gần hoặc là không có quay toàn cảnh được. Xe là những cái con kia thuyền đang neo đậu ở cửa biển Nha Trang, đầu trên một sông cá chạy qua cửa biển Nha Trang cả nhà. Thank you.
trên sân. Nhiều nè. Thank you.
hai bên con đường rất nhiều gốm sứ cổ. Gốm sứ cổ hai bên con đường. Con đường đi xuống tháp nhỏ. Cùng với đoàn tham quan
con đường đi lên tháp chính. Những đoàn khách, các bạn trong đoàn của mình đang đi tham quan, mình quay chia sẻ cho các nhà cùng xem.